vừa vừa thôi để còn mình còn đi các bạn. Đấy, ví dụ như này thì chúng ta sẽ cho tỷ lệ như thế nào cho nó vừa. Thì các chúng ta sẽ cho thứ nhất này, quả một nắm này các bác nhé, một nắm siêu tạo củ này, đấy, vi lượng thần thánh đấy, một nắm cani one này, nguyên tố như này thì đảm bảo không có cái phân gì gọi là phân giả được các bác nhé. Toàn phân đơn nguyên chất và đồng vi lượng đấy, một nắm này, rồi các bác thấy nhá, đồng vi lượng màu xanh nhá. Đấy, sau đó là anh em chúng ta làm gì, bón đều này, vải trộn đều này. Này chúng ta có thành phần được NPK, mà NPK này là chính là các bác sản xuất chứ không phải là nhà máy nào sản xuất nữa. Nên các bác được cái công cái tiền là nhà sản xuất ra NPK rồi nhé, công đấy các bác đút vào túi các bác luôn. Đấy, thì sau khi làm thì nó sẽ ra được cái hỗn hợp như này các bác ạ. Đấy, nó sẽ ra được cái hỗn hợp như này nhá. Và như thế là chúng ta mang đi vãi thôi. Nếu mà cây cao như này thì là chúng ta vãi khi lá còn xương nhá các bạn nhá, cái lá nó hết xương các bác nhá, thì các bác có quyền là vãi như này. Đấy, vãi đều luôn. Đấy, thế thôi, vãi như vãi lúa vậy, bởi vì cái rễ của mình là nó ra nó ăn đều hết rồi. Đấy, thế các bác nhá. Hello, Trần Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn nhá. À, quý vị và các bạn thân mến, trước mặt quý vị và các bạn đây đó là hai bao phân các bạn này, hai bao phân và một số những cái bì. Đấy, một số những cái bì để làm gì các bạn, thì báo cáo với các bạn là đây là bí quyết để mình chia sẻ cho các bạn bón phân gì cho cây khoai mì bón thúc lần hai khi mà cái cây của mình nó ngang cái cổ các bạn ạ, ngang cổ hoặc là vượt hơn tí, ví dụ như là nó cao hơn tí cũng được, là mình dùng cái công thức này các bạn nhé. Vậy thì đây xin tiết lộ với các bạn luôn, mình vào video luôn các bạn. Thì đối với cái cây mì mà nó đã cao rồi các bạn nhé, thì chủ yếu là các bạn nhớ cho mình là thêm cái kali này, kali nông sản. Đây là kali, phần trăm đó là 60%. Thì tỷ lệ như thế nào? Còn cái này là cái gì các bạn? Là SA. Bởi vì lúc này cây mì của chúng ta nó vẫn chưa cao hẳn đúng không ạ? Thì nó vẫn cần phải đạm, có đạm nha các bạn nhé, để nó tổng hợp lá này, tổng hợp thân này, và nó làm cho củ mình nó to ra. Và kali thì để làm gì các bạn? Để nó vào củ. Ngoài những cái hai thành phần này chính này, tỷ lệ thì các bạn pha như thế nào? Thì các bạn pha tỷ lệ 1:1 nha các bạn nhé. Cứ một gô như này của cái kali này thì mình pha một gô của cái SA này. Đấy. Và các bạn đừng quên là bón thêm cái dòng này cho mình. Dòng này cho mình các bạn này. Siêu tạo củ khoai lang, khoai mì đứng dây xuống lá, phi củ tăng tinh bột. Để làm gì các bạn? Để nó dằn đọt lại, dằn lá lại, nó không phát triển cây lá nữa. Đấy, nó có cái phân mà SA này thì nó có gọi là nó lên một tí thôi, tức là lên rất là chậm. Đấy, để làm gì? Để tập trung xuống củ các bạn nhá. Bây giờ anh em mình chúng ta cần củ cây bây giờ là nó ngang với cái đầu người của chúng ta rồi, thì chúng ta cần là phải nằm xuống củ thật nhanh đúng không ạ? Không có là mùa nắng nó tới thì anh em chúng ta là thua trận đấy. Tiếp đến là các bạn phải cho thêm cái kali one các bạn nhé, kali one để lưu dẫn các bạn nhé, dẫn phân này, dẫn hai cái phân này và những cái chất khác xuống làm cho cái củ của chúng ta nó phì nhanh. Và muốn phì nhanh được thì các bạn phải chọn cái thời điểm là đất phải mưa xong các bạn nhé, sau cơn mưa. Và còn một cái bí quyết nữa là các bạn nhé, đây bí quyết nữa này, đồng vi lượng, sun phát đồng, kẽm phức hợp, sát khuẩn cực mạnh, hiệu quả cực nhanh, tiết kiệm chi phí vụ mùa bội thu. Để cho nó làm gì các bạn? Để nó sát khuẩn và nó làm cho các cây của chúng ta là nó không bị cái bệnh thối nở cổ rễ các bạn này, thối nở cổ rễ, ngủ ngày, chạy dây, chết nhanh chết chậm. Và nếu mà có đồng vi lượng vào, có ba nguyên tố này vào ấy, thì thành phần của chúng ta là gần như là được NPK các bạn nhé. Hai cái nguyên tố này là nguyên tố trung lượng, thì đây là vi lượng các bạn này, đây là vi lượng NPK, hàm lượng kali cao tới 60% rồi các bạn. Đấy, còn ure của mình thì nó nằm khoảng 20%. Còn nân của chúng ta thì chúng ta bón nót rồi các bạn nhé, thì mình không cần thiết phải cho nân vào nữa. Đấy, thì các bạn nhớ cho mình nhé, tỷ lệ như thế nào thì báo cáo với các bác là cứ một bao, hai bao như thế này trộn vào ấy, cứ một bao này là mình cho một cái
siêu tạo củ này, một siêu cani one này, rồi một đồng vi lượng này, đấy, dành cho một bao các bạn nhé. Cho nên là nhà em đã chuẩn bị là như thế này, nhà em hai bao thì nhà em chuẩn bị hai con bo như này rồi. Đấy, các bác chịu khó chăm sóc một tí, bữa nay mì đang lên được 27 đến 37 tùy những nơi. Cho nên là anh em chúng ta là càng phải chăm nhanh các bạn nhé, chăm nhanh đến thời điểm mà nó được nhiều, nó đủ thời điểm phát anh em ta đi tiến hành nhổ bán luôn để rút gọn lại cái quy trình đấy. Còn khi là các bạn pha thì các bạn pha thì đơn giản nhá, mình không là mình hướng dẫn sơ cho các bạn luôn nhá. Đây ví dụ như tỷ lệ 1:1 này, một gô này nhá. Đấy đấy, à nhân đây là mình hướng dẫn cho các bạn luôn, mình có cái gô này luôn, mình phân phối cái gô múc phân này luôn, mỗi gô này nó nằm khoảng 2 kg. Nên nếu mà anh em mà mua cái gô này, cái gô này mình phân phối là 40.000 các bạn ạ. Mua cái gô này để xúc phân, xúc lúa, xúc gạo thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, nhân tiện có tiết mục là bán gô luôn các bạn nhé. Bởi vì anh em tìm ở ngoài thị trường kia là không có đâu, mình phải đặt từ công ty, đặt hàng từ công ty về nó mới có các bạn nhé. Đấy, rồi như cái thau của nhà mình đây này, thì mình nằm khoảng cho nó khoảng đầy đầy tí. Đấy, vừa vừa thôi để còn mình còn đi các bạn. Đấy, ví dụ như này thì chúng ta sẽ cho tỷ lệ như thế nào cho nó vừa, thì chúng ta sẽ cho thứ nhất này khoảng một nắm này các bác nhé, một nắm siêu tạo củ này. Đấy, vi lượng thần thánh đấy, một nắm cani one này, nguyên tố như này thì đảm bảo không có cái phân gì gọi là phân giả được các bác nhé, toàn phân đơn nguyên chất và đồng vi lượng. Đấy, một nắm này. Rồi, các bác thấy nhá, đồng vi lượng màu xanh nhá. Đấy. Sau đó là anh em chúng ta làm gì? Bón đều này, vải trộn đều này. Này chúng ta có thành phần được NPK. Mà NPK này là chính là các bác sản xuất chứ không phải là nhà máy nào sản xuất nữa. Nên các bác được cái công cái tiền là nhà sản xuất ra NPK luôn nhá. Công đấy các bác đút vào túi các bác luôn. Đấy. Thì sau khi làm thì nó sẽ ra được cái hỗn hợp như này các bác ạ. Đấy. Nó sẽ ra được cái hỗn hợp như này nhá. Và như thế là chúng ta mang đi vãi thôi. Nếu mà cây cao như thế này thì là chúng ta vãi khi lá còn xương nhá các bạn nhá. Cái lá nó hết xương các bác nhá. Thì các bác có quyền là vãi như thế này. Đấy. Vãi đều luôn. Đấy. Thế thôi. Vãi như vãi lúa vậy. Bởi vì cái rễ của mình là nó ra nó ăn đều hết rồi. Đấy. Thế các bác nhá. Đấy, em hướng dẫn chi tiết của cho các bác là từ cách vãi này, từ cách lựa chọn phân này, từ cách bón lót này. Thì các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like, còn chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của mình. Đấy, còn anh em nào có câu hỏi gì thì xin để ở lại phần bình luận nhé, để những video tiếp theo em làm thì em làm đúng chủ đề của các bác. Ok, Trần Văn Hảo xin chào nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Trần Văn Hảo đi bón phân đây, bye bye.